Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn Trong chuyên mục ngày hôm nay Đó là chuyên mục Thanh lý những quả xúc Mỹ 50 Đến từ thương hiệu JBL Và cố mô đen là 918 Thì đây là một trong những dòng xúc Có thể nói là cho một chất lượng âm thanh Rất tốt Tiếng bass đánh mềm Đánh sâu và bánh đực Và đặc biệt những dòng xúc Mỹ Thì khi các bác mà phối hợp với những đôi loa Mỹ Như là 938 838 926 thì cực kỳ tuyệt vời bởi vì súp trồng loa, loa trồng súp. Thì ngay bây giờ em sẽ xin được giới thiệu cũng như thanh lý cho tất cả những bác đang có nhu cầu sở hữu cho mình những cặp súp Mỹ giá thấp nhưng mà đẹp. Có thể lướt qua một vòng. Và hôm nay em sẽ thanh lý ba quả để các bác có thể xem và tham khảo có nhu cầu thì alo cho em nhé. Theo số điện thoại 0936 583 không thì em sẽ thanh lý hiện tại trước mắt các bác ấy thì có 4 quả. 1 2 3 4. Thì em sẽ thanh lý 3 quả với giá mỗi quả là 5 triệu 500 000 đồng 5 triệu 500 000 đồng là bao ship cho các bác rồi. Thì lý do em sẽ nói như sau. Thì đây là quả súp còn uh, nguyên bản nhá. Còn nguyên bản luôn. Quả súp này là 918 và có cái giá nó là 7 triệu. Đấy. Quả súp thứ hai là thanh lý 5 triệu 500 000 đồng quả ba vậy có bốn vậy thì đây là những cái dòng súp mà còn dinh nguyên bản đó nhé đây, đấy dinh nguyên bản là như này à, từ sấp xỉ 20 họng 76 và mang giấy Màng giấy này được chưa Gớt độ làm dầu. thì với tại sao em thanh lý cho các bác 5 triệu rưỡi quả súp này thì đây là cái màng của nó băng đây là bằng zin nhá là bằng zin này bằng zin với súp mỹ thì các bác chỉ đánh mạnh phát là nó sẽ bị vỡ cổ này nhìn chưa bởi vì nó là cái màng giấy rất mỏng rất mỏng khi mà đánh mạnh là sẽ bị vỡ cổ bởi vì cái loa này nó được sản xuất rất lâu rồi do cái quá trình thời gian thì cái chất lượng đấy, cái chất lượng của cái màng này nó sẽ bị xuống cấp cho vậy là khi mà chúng ta để bình thường này thì nó còn zin nhưng mà khi chúng ta cho âm thanh chạy vào đánh mạnh là nó hay bị gãy cổ này thì bên em sẽ thay cổ này thay cái màng này đi mà nhé thay cái màng này tức là giữ nguyên nhện nó, đây còn nhện nhé, nó như này em giữ nguyên, ví dụ như này là giữ nguyên nhện, nhện của nó trong con nguyên này, à, coi còn nguyên này, và giữ nguyên cả gân, gân đó em giữ nguyên nhé, gân giữ nguyên, này thay nguyên cái màng thôi, Đấy. thay nguyên cái màng luôn, thì có giá là 5 triệu năm triệu nghìn đồng, Đấy. thì bác sĩ cũng ngay một cái loại loa có thể nói là chất lượng tốt mà khi mà cái cái màn được thay thì lúc đó các bác sẽ chơi được những dòng âm thanh sức mạnh hơn như dòng nhạc sàn nhạc remix sẽ mở to hơn Rồi anh được hơn nếu để như cái màn cũ nó này chỉ đánh mềm thôi chứ nực thì nó sẽ bị gãy cổ ngay ví dụ như cái loa này nó còn nguyên bản này đấy chơi nhẹ nhàng bolero thôi nhưng mà chơi dòng nhạc remix mạnh thì cũng có thể là dẫn dẫn đến trường hợp là gãy cổ những cái loa này thì cái, này, cái này trường hợp này thì bọn em có thể phục hồi được bằng cách gắn nhựa ăn keo giữ nguyên nguyên bản được nhưng mà thực ra là như thế thì cho nó không đẹp thì bọn em sẽ thay cái màng này đi thay cái màng này đi đấy giữ nguyên của nhện là một này rồi là gân là hai này coi là ba thanh lý cho các bác là giá 5 triệu 500 nghìn đồng đấy tiếp theo à, đây là cái bát mà em đã thay xong nhé hai bát thay xong này đây là cái cái, cái bát của lo mỹ 918 từ sấp xỉ 200 200 và mà em thay xong nó sẽ như này này mình này nhận giữ nguyên rồi là quay giữ nguyên thay mỗi màng thôi gần giữ nguyên thì thay xong cái màng nó sẽ cứng này nó dày này thì lúc này là bác chơi thoải mái nhạc mạnh luôn nhạc sàn thì không bao giờ lo cái cổ nữa không bao giờ lo dập nữa đấy thì mấy em thanh lý cho bác cái giá là 5 triệu 500 nghìn đồng quả thứ hai cũng vậy cũng thay màng rồi đầu tiên nó cũng như ở kia thôi nhưng mà vì do quá trình lâu ngày thì cái cái màng loa này nó sẽ lão hóa và nó sẽ mềm chỉ cần tác động tác động cái nhạc nó mạnh hơn một chút hoặc là nó vô tình ấy Mày vặn cái lúc cái, 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 volume ấy to lên à, sẽ đánh một lúc sẽ nó gãy cổ do vậy mà em thay rồi này cái, cái thứ hai anh em nhé tất cả chất lượng nó là của mỹ hết mọi thứ nhận giữ nguyên coi giữ nguyên thay mỗi màng thôi thì màng nó lại dày hơn và chơi sẽ khỏe lực hơn khỏe hơn và thùng nó rất đẹp quá nhá này thùng này còn vuông thành sắc cạnh luôn không có vỡ dập gì cả đây là thùng đấy còn nếu bác nào mà lấy con này con này mà không cần phải thay màng em giữ nguyên này em để cho bác là bốn triệu rưỡi nhá nếu bác nào mà muốn lấy số mỹ xịn mà mỗi rách có cái màng thôi màng này nếu về mà bác chơi thì có bác thể khắc phục được chứ không cần phải thay em để mỗi triệu rưỡi mỗi cái bàn thôi cái này có dễ rất dễ, dễ làm nhé chỉ cần mình chỉ cần à, giữ cho mình cho keo vào đây xe con voi ấy. mình tra lớp đây cho nó gắn xít với nhau sau đó thì bác có thể phá cái cái nó này ra bác lấy một cái lớp dây mỏng mỏng dính sẽ bốc bôi keo vào bác dán xung quanh đúng cái này thì nó vẫn giữ được đúng chất như cũ luôn thì em thích lý cho bác khoảng bốn chiều rưỡi luôn nhá em để nguyên này không can thiệp gì nữa là bố chiều rưỡi ấy. Đấy, còn cái này là 7 triệu nhé Dinh nguyên bản Thì cái này cũng không khẳng định bác là đánh có bài hay không Bởi vì chỉ biết là bao dinh bao chuẩn cho anh em thôi Bao chuẩn luôn Thế nó sẽ chuẩn chỉ thế này thôi Chưa bị dập vỡ Thì giá con này là 7 triệu Con này bác là lấy em để nguyên này Chưa thay em để 4 triệu rưỡi Con này là 5 triệu rưỡi bao ship thôi nhé 5 triệu rưỡi bao ship cho bác này Đấy uhm, Bao xịn cho các bác luôn Tức là nhện còn nguyên này Cái nhện nó còn nguyên Quay còn nguyên và cái gần còn nguyên Thay mỗi cái màng thôi những con này có thể bác chưa ngoài sự kiện được Chơi thực kiện ok không nhé nhưng còn những con này thì bác chưa không chưa thực hiện được con này chơi trong gia đình thôi bởi chưa thực hiện đánh lúc nào vỡ vỡ mất cái màng ngay thì mọi thông tin các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140 em ra Hàn Quốc và anh Nguyễn xin à, tạm biệt các bác